Xin chào các bạn, như vậy thì cuối cùng Samsung Galaxy Note 10 cũng đã chính thức ra mắt như những gì đồn đoán trước đó rồi. Và trong video này mình sẽ tổng hợp lại những điều mà nhất định các bạn phải biết về Samsung Galaxy Note 10 vừa mới trình làng nhé. Đầu tiên thì Note 10 năm nay có tới tận 3 phiên bản chứ không phải là một phiên bản giống như Note 9. Chúng ta sẽ có Note 10, Note 10 Plus và một phiên bản 5G nữa. Như vậy mà người dùng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Và tiếp theo là về thiết kế thì Samsung Galaxy Note 10 đã bứt phá về thiết kế khi mà đã sở hữu màn hình Infinity O với cả 4 phần viền siêu mỏng chắc chắn, và một thiết kế này thì trông cực kỳ là bắt mắt. Nhưng mà trọng lượng của Samsung Galaxy Note 10 thì cũng rất nhẹ, năm ngoái thì nó chính tới là 201g, thì năm nay Note 10 nặng chỉ là 168g và Note 10 Plus chỉ nặng 196g, giảm thiểu đáng kể so với thế hệ trước. Phần viền camera phía trước cũng đã được Samsung làm mỏng đi rất nhiều so với chiếc S10, nên là giờ đây mặt trước chỉ là một chấm nhỏ và trông rất là mỏng. Và Samsung Galaxy Note 10 cũng đã loại bỏ đi phím cứng gọi Bixby, một điểm mà mình phải nói là cực kỳ hợp lý trên chiếc Galaxy Note 10 này luôn. Và bên cạnh đó thì Note 10 cũng đã loại bỏ đi jack cắm 3.5 thay thế luôn bằng cổng Type-C luôn. Và như vậy thì thật sự là với thời điểm hiện tại, người dùng nghe tai nghe Bluetooth nhiều thì đây không phải là một trở ngại gì cả. Dòng Note thì vốn nổi tiếng về dung lượng pin và thời lượng sử dụng, và Samsung Galaxy Note 10 đã trang bị viên pin 4300mAh cho chiếc Galaxy Note 10 Plus và 3500mAh cho chiếc Samsung Galaxy Note 10. Và cả hai máy này đều hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, và Samsung Galaxy Note 10 sẽ có sạc nhanh là 25W, và trên Galaxy Note 10 Plus sẽ hỗ trợ Super Fast Charge là 45W, và cả hai máy sẽ vẫn hỗ trợ công nghệ chia sẻ pin giống như những gì mà Samsung Galaxy S10 đã làm. Và Samsung Galaxy Note 10 cũng được thay đổi thế hệ Book S Pen mới, và lần này đó chính là cảm ứng không chạm, khi bạn hoàn toàn có thể thao tác bằng cử chỉ ở ngoài màn hình như chuyển chế độ chụp camera hay là chuyển camera trước sau. Và S Pen đã có sự thay đổi khi sở hữu một thiết kế nguyên khối trông bắt mắt hơn. Đồng thời thì Book S Pen cũng có thêm nhiều tính năng mới, chẳng hạn như là vẽ lên video này hay là zoom camera từ xa bằng cách vẽ nửa vòng. Với Samsung Galaxy Note 10 thì Samsung trang bị con chip Exynos 9825 hoặc là Snapdragon 855 mang lại hiệu quả mạnh mẽ, và cấu hình thực sự không phải là vấn đề phải bàn trên dòng flagship đầu bảng này của Samsung nữa. Và Samsung Galaxy Note 10 thì thực sự là làm mình mê bởi cái kiểu thiết kế mặt trước của nó, vuông vắn hơn, tràn viền hơn và nhìn đã mắt hơn rất là nhiều. Và đó cũng là một trong cái phiên bản ước mơ về chiếc Samsung Galaxy Note 9 mà mình đang sử dụng ở đây. Và bộ đôi Samsung Galaxy Note 10 thì sử dụng màn hình Infinity O Dynamic AMOLED. Với Note 10 ấy, chúng ta sẽ có độ phân giải chỉ dựa ở mức là Full HD Plus là 1080x2280, kích thước là 6.3 inch. Note 10 Plus sở hữu màn hình lớn hơn là 6.8 inch với độ phân giải là Quad HD. Và về camera ấy, thì Samsung Galaxy Note 10 được trang bị cụm camera nằm dọc. Về cơ bản thì cụm camera này tương đồng với lại Samsung Galaxy S10 khi sở hữu camera chính là 12 megapixel khẩu độ là f1.5, có thể thay đổi lên f2.4, một camera tele 12 megapixel và một camera góc siêu rộng 16 megapixel, hỗ trợ công nghệ Dual Pixel chống rung quang học OIS. Và riêng Galaxy Note 10 Plus sẽ thêm cụm cảm biến đo chiều sâu TOF, cái này sẽ hỗ trợ về công nghệ 3D cũng như là khi mà các bạn quay video short form sẽ chuẩn xác hơn. Và Samsung Galaxy Note 10 đã hỗ trợ thêm nhiều tính năng về camera, ví dụ như là quay video short form chẳng hạn, hoặc thay đổi hiệu ứng phông nền nhờ hỗ trợ của cảm biến TOF cho khả năng xử lý chính xác và chất lượng hơn. Cả hai máy thì chỉ có một camera selfie phía trước với độ phân giải là 10 megapixel mà thôi. Ngoài ra trên Samsung Galaxy Note 10 và Note 10 Plus thì chúng ta có thêm một cái tính năng nữa, đó chính là hiệu ứng audio zoom khi quay video trên Note 10. Chắc chắn cái này sẽ làm các bạn rất là thú vị với ba hệ thống micro. Ví dụ như mà các bạn quay một cảnh quay toàn cảnh, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều âm thanh khác nhau. Nếu như các bạn zoom vào một chủ thể nhất định thì âm thanh cũng sẽ được tập trung vào chủ thể đó, và video khi mà quay như vậy sẽ trông sống động hơn rất là nhiều khi mà quay. Như vậy thì cái này sẽ rất là phù hợp với những bạn nào thích quay phim hoặc là thích quay vlog thì rất là thích hợp ấy. Và thêm nữa về bộ nhớ thì Samsung Galaxy Note 10 sẽ có 8GB, 256GB bộ nhớ trong, và Note 10 Plus sẽ là 12GB, và hai tùy chọn là 256 hoặc là 512GB bộ nhớ trong. Và với Samsung Galaxy Note 10 thì Samsung lại tiếp tục mang một diện mạo mới lên mặt sau của dòng máy này, với kiểu phối màu mình trông vẫn là theo trend, là theo cái kiểu là màu gradient, nhưng mà trông nó mới mẻ hơn, kết hợp với mặt kính phía sau nên là tạo hiệu ứng thị giác rất là cao. Và với ba phiên bản màu được ra mắt sẽ bao gồm là màu Aura Cloud, màu Aura White và Aura Black.
thì mình thấy khi mà giới thiệu còn một cái số màu nữa, chẳng hạn như là màu hồng hay là màu đỏ, thì không rõ khi mà về Việt Nam sẽ có những màu này không, hy vọng là có, bởi vì trông cái màu đỏ trông rất là bắt mắt. Và đó là những điểm nổi bật về chiếc Samsung Galaxy Note 10 và Note 10 Plus vừa mới ra mắt cho các bạn hãy biết. Và nếu video này hữu ích thì đừng quên nhấn like cũng như là subscribe kênh YouTube của HP Shop để xem thêm nhiều video mới hơn nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.